Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với Lê Khôi Audio. Khôi xin gửi lời chúc đến tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Và hôm nay thì Khôi lại tiếp tục giới thiệu tới anh em một con âm ly rất là quen thuộc, đến từ một hãng rất là quen thuộc. Đó là hãng Hitkit anh em nha. Thì nói về Hitkit thì Khôi rất là nhiều nhiều từ banh dành cho tới đèn anh em nha. Thì anh em nào quan tâm tới các cái đồ cổ, đặc biệt là quả Hitkit, thì hãy liên hệ với Khôi. Khôi sẽ có nhiều cái món hàng, nhiều cái model để phục vụ anh em. Thì mới thoạt nhìn thì nhiều anh em chắc cũng chưa nhận ra được đây là con đèn hay con băng dặn anh em nhỉ. Nhưng mà thực chất đây là một con âm ly đèn. Nhiều anh em tin mắt thì anh em thấy đây, cái model của nó là AA 100, là âm ly đèn anh em ha. Rồi thì bây giờ thì Khôi sẽ đầu tiên Khôi sẽ quay cái phần ngoại hình cho anh em xem trước, rồi sau đó thì Khôi sẽ quay tới cái phần ruột gan sau khi tháo nắp nó ra anh em nha. Rồi bây giờ thì anh em cùng xem nha. Bây giờ Khôi xoay một vòng anh em cùng xem. Đó, đây là cái ngoại hình của nó anh em ha. Ngoại hình của nó này bị dơ này, chúng ta dơ này. Để lâu nó bụi á, để lâu nó bụi á, còn rất là đẹp tuyệt vời luôn. Đó, anh em cùng xem nha. Rất đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Nhìn cái đít nó sáng choang á mà, đây nè em, cái sườn này, sườn sáng choang rất tuyệt vời. Đó là về cái ngoại hình anh em nha, ngoại hình là không có cái gì để chê hết đó. Ok rồi, thì bây giờ anh em đợi Khôi chút thì Khôi sẽ tháo cái phần ruột gan bên trong ra, và Khôi sẽ nói về cái cấu hình bóng và sau đó Khôi sẽ nói về chất âm anh em nha. Bây giờ thì anh em đợi Khôi trong giây lát nha. Anh em nào có cần xem gần hơn thì Khôi chạy đưa máy gần hơn. Cái này là bụng, còn lại con này rất là đẹp, không muốn nói là đẹp như mới luôn anh em nha, tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ anh em đợi Khôi chút này, Khôi lật cái này lên cho anh em xem phía dưới luôn. Đẹp rất là đẹp, khủng khiếp luôn anh em ha. Đó, bảy màu luôn, nói chung là rất là tuyệt vời. Quay hướng nào cũng đẹp anh em nhỉ. Để ship được một con âm ly mà đẹp như thế này thì cũng tốn rất là nhiều công sức và tâm huyết anh em nhỉ. Về tới nơi mà nó đẹp như vậy là rất là tâm huyết, rất là thích. Rồi ok, bây giờ thì Khôi sẽ tháo cái phần vỏ ra, anh em đợi Khôi trong giây lát. Rồi đây là cái phần ruột gan của con âm ly đèn Hikit AA100. Thì bây giờ Khôi sẽ quay cái chi tiết và nói rõ từng cái cấu hình bóng để anh em xem qua. Thì thường thì âm ly đèn người ta sẽ nhìn từ phía sau lên. Thì bây giờ Khôi sẽ quay ha, Khôi sẽ quay cái con này lại anh em cùng xem nha. Máy rất đẹp anh em. Đây, Khôi sẽ để anh em xem cái hướng dọc trước này. Sắc xi bảy màu luôn. Những con huyết kích mà nó còn những cái sắc xi này nó rất là hiếm anh em ha. Rồi, ok, tiếp tục ở bên này. Các cái góc cạnh luôn. Rất là tuyệt vời, nói chung là đẹp luôn á. Dám nói với anh em là những cái con ong đi cổ như thế này thì được gọi là đẹp anh em ha. Rồi ok, còn bên này anh em xem luôn ha. Đó, rất tuyệt vời. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn, Khôi sẽ nói về cái con này. Đây là cái con Hikit model lớn của hãng, nên nó là được thiết kế đầu tiên là một cái bông ngồn. Cái này là cái ngồn GZ34 này anh em ha, GZ34. Rồi tiếp theo là đến bốn cái công suất là 7591, 7591 là bóng lớn. Thì bốn cây này thì được sử dụng là cây, đây con rút ra một cây anh em xem ha. Đây, sử dụng bóng của Mỹ Westinghouse. Đây là một trong những cây thương hiệu có tiếng tăm của Mỹ anh em nha. Rồi thì cái bóng này nó nằm ở trên này, nó về nó nguyên nguyên như vậy. Rồi ok, tiếp tục thì sử dụng các cây cái rề 12S7 này. Bây giờ con sẽ lấy ra cây 12S7 anh em xem ha. Đây, 12S7 là Britain anh em ha. Nó là Hikit Mula Britain. Những cái cây này rất là hay, có giá trị lắm. Nếu anh em mà đi mua rời là một cây thì mất 1 triệu rưỡi anh em. 1 triệu rưỡi đến đến mức này. Tương tự là bên này 12S7 này anh em. Rồi, còn bên này thì các cái bóng cũng là 12S7 này. Đó, bây giờ cũng thêm cây nữa, cũng là Hikit Mula này nè, Hikit Mula Britain.
Nói chung là cái con này có cái cấu hình bóng rất là tốt, rất là tuyệt vời. Đó, thì nó sẽ cho cái tiếng rất là hay này. Đó, ok. Còn lại các cái bóng khác, ví dụ như cái này là 7199 này. Đó, thì nó là bóng Mỹ RCA. À, đây. À, hit kit, nhầm nhầm, cũng là hit kit luôn anh em ha. Đó, đây. Ok. Thì còn cái bóng nguồn nữa thì Khôi sẽ rút cái bóng nguồn anh em xem luôn nhé. Đây, cái bóng nguồn. Cái bằng nguồn GZ34 anh em thấy ha, GZ34. Thì cái bóng này là cũng là bóng Mỹ, electric electronic made in USA. Rồi nói chung con này vừa đẹp mà bóng lại khủng nữa, đạt được tất cả các cái tiêu chí mà vừa nghe vừa nhìn và vừa sưu tầm luôn anh em ha. Nói chung là đẹp. Rồi bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần này, anh em soi lần nữa ha. Ruột 7 màu, ruột sắt 7 màu. Đó, rất là đẹp, tuyệt vời. Nói chung là không có điểm trừ cho cái con Omni này. Đó, cái phần rụt, cái phần đáy thì Khôi đã tháo ra rồi. Nguồn rất là lớn anh em này. Đó, thì nó cho tiếng có lực anh em nha. Rồi. Thì đó là cái phần giới thiệu về con Omni này. Còn bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm. Đó, mời anh em cùng xem qua. Mời anh em cùng đợi với Khôi để Khôi lắp cái dàn vào sẽ test chất âm anh em cùng nghe. Rồi bây giờ thì Khôi xin mời tất cả anh em cùng với Khôi để test cái con Omni huyền thoại này, HitKit AA100 anh em ha. Thì đầu tiên thì Khôi sẽ ghép một ca khúc Bolero của Như Quỳnh, sau đó còn thời gian thì Khôi sẽ test nhạc trữ tình để anh em cùng nghe thử, để xem thử là nó hợp với cái chất nhạc nào thì hợp với cái tai nghe của mình để anh em chọn lựa cho nó hoàn hảo anh em nha. Rồi bây giờ mời anh em cùng nghe. Cô sẽ mở nhạc lên ha. Nhìn màu hoa
nhiều vì cái bài hát này nó rất là dài, nó là hơn 5 phút đồng hồ, nên cái thời lượng cái clip nó có hạn. Khôi sẽ test thêm vào cái nhạc trữ tình của ta hay là nhạc hòa tấu vào một cái clip sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để đón theo dõi anh em nhé. Rồi thì cái con âm ly đèn này Khôi báo giá để anh em nào trong tầm chơi thì anh em lấy chơi anh em ha. Con này có mức giá anh em tham khảo là 25 triệu nha. Thì anh em trong tầm chơi và yêu thích thiết kế thì liên hệ với em để trao đổi thêm và anh em mình trao đổi chốt giao lưu. Xin cảm ơn và chúc anh em một ngày mới tốt lành.